Rồi, hai, xin chào anh em nha. À, hôm nay em giới thiệu với anh em đó là một mẫu cưa trừ của Ojito. Mẫu này là lưỡi 254mm, dòng này là dòng điện 220V, motor xéo. À, năm 2019 là hãng đã làm motor xéo như vậy rồi anh em, như anh em thấy nè, motor hình xéo nha. Thì ở bển người ta tính toán rồi nên người ta làm rất là ok, người ta mới sản xuất. Đây là thương hiệu của Ojito, 2100W, lưỡi là 254mm, tua là 4000 vòng trên phút nè. Đó, anh em nhìn rõ nha, thông số này em quay rõ cho anh em cận cảnh. Như hình của anh em đang thấy đây là cái con máy cưa trượt 90%. Đó, đây là cái con máy cưa trượt 90%. Nếu mà anh em muốn mua full thùng thì em có full thùng luôn. Xíu nữa em test xong sẽ công bố giá cho anh em. Còn bây giờ thì em đi một vòng tổng quát cho anh em xem cây cưa trượt này là 90% đây. Đó, rất là đẹp, tình trạng gần như mới, lưỡi sáng hoàn toàn, đủ đồ hết, không thiếu gì cả. Đó, như anh em thấy nè, đây là đèn laser, laser hành trình. Đó, có laser. Đó, mở lên lại cho anh em thấy là có laser. Rồi, hành trình trượt là 30cm. À, nghiêng 45 độ góc được luôn. À, rồi bây giờ thì thử máy cho anh em coi đi. Đây là cái con 254 nha anh em. Rồi đây, như anh em nhìn đây, hai miếng gỗ nè, nó rất là chuẩn, rất là ngọt. Rồi cắt thêm nữa đi. Quên gắn cái túi bụi. Rồi ok. Này phải có túi bụi nha nè. À, cái này bây giờ là để nghiêng đi. Nghiêng lưỡi. Ừ, nghiêng lưỡi. Trúng cái cử rồi kìa. Rồi ok vậy được rồi. Quên gắn cái túi bụi, bụi quá. Bụi đầu cổ hồi nào nãy tươi tả. Rồi bây giờ thì em sẽ cất nghiêng cho anh em xem nha. Đây là máy để nghiêng nè. Máy này là nghiêng hai bên được nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, 45 độ nghiêng hai bên được. Rồi bây giờ thì thử chế độ nghiêng cho mọi người coi đi. Trượt ra chứ. Ờ à, đúng rồi. Nghiêng á thì nó không cắt hết được cái gỗ này. Gỗ này là tầm 8cm. À, đó. Thì bây giờ nghe, bây giờ để là góc đi, chỉnh góc cho anh em coi. Đó. Anh em kéo cái cục đỏ này ra là chỉnh góc nha. Chỉ anh em rồi kéo ra nha. Bây giờ có một số anh em lấy về ai cũng gọi hỏi chỉnh góc sao thắng. Đó. Làm thêm một đường nữa. Rồi. Đây. Cắt dậy đi. Đó. Gấp lại. Rất là sát nha, chuẩn nha. Rồi. Ok. À, như tình trạng 90% này là em sẽ bán cho anh em đó là giá 2.300.000. Còn riêng anh em nào muốn lấy full thùng, full phụ kiện chưa dùng luôn, em sẽ bán cho anh em giá là 2.800.000.
Giá trên là chưa bao gồm phí ship. Anh em nào tới cửa hàng thì em sẽ bớt cho ship cho anh em xăng xe nước các kiểu. Còn anh em nào có thể mua qua online hoặc là ship rap ở thành phố Hồ Chí Minh, em là ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến cửa hàng em 32 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, hoặc là gọi cho em 0382003453 để liên hệ trực tiếp để lấy. Em còn khoảng chắc cũng nói là hỏng điêu, đó là 50 con. Em còn khoảng 50 con này, 210, 254, 305 thì có Ryobi, em đều có hết. Rồi, chào anh em nha, hẹn anh em gặp lại một cái video khác.